Tôi bắt đầu chơi bóng từ khi còn nhỏ, phải lòng với môn này. Lớn lên, Nolan Ryan là thần tượng của tôi, nên đương nhiên tôi muốn trở thành một tay ném bóng tốc độ. Đến khi lên đại học, tôi luyện tập và lần đầu ném được 160 km/h lúc năm 3. Có lẽ từ lúc đó tôi đã bắt đầu nghĩ là làm thế nào để có thể so sánh bản thân với các tay ném ngày xưa được nhỉ? Hồi đó làm gì có súng bắn tốc độ đâu, khi đó Bob Feller còn phải ném bóng với xe máy cơ mà. So với Walter Johnson này, so với Sandy Koufax này, mình chỉ muốn biết là mình sánh được đến đâu với các danh thủ ở trong khắp các thời đại khác nhau. Giá như có một chiếc máy thời gian về quá khứ, đó sẽ là cách tốt nhất để so sánh bản thân với các danh thủ này, đứng cạnh bên rồi ném cùng với các cụ. Quý ông mặc áo xanh này tuyên bố mình có thể đo được tốc độ của mọi loại xe. Thưa ngài, quả bóng chày thì không phải là xe, nhưng nếu ngài muốn đua thì cứ xem nó là xe vậy. Sẵn sàng hết chưa ạ? Đây là bài kiểm tra xem bên nào nhanh hơn, một chiếc xe máy thể thao hay là một cú ném. Phóng chiếc xe trên đường với tốc độ 138 km/h, viên cảnh sát băng qua vạch ném bóng và thấy là trận đấu bắt đầu. Bingo! Nhìn kìa, Bob Feller chấp người cảnh sát chạy trước 3m trước khi ném. Nhìn quả bóng xem, cú ném của Bob vẫn còn ở tuốt đằng sau. Bóng xuyên qua mục tiêu chính giữa hồng tâm, trước chiếc xe máy 1-2m. Chú cảnh sát đâu rồi? À đây rồi. Tôi không biết bạn nghĩ nó nhanh bao nhiêu, nhưng cú ném đó chỉ ra cũng phải tầm 160 km/h. Quả thực là rất rất nhanh. Bóng chày ở thế kỷ 21. Một trò chơi của những chuyên gia. Một trò chơi được khuôn đúc từ công nghệ, bị dữ liệu và thống kê chi phối. Một trò chơi mà người ta cố giành chiến thắng bằng cách dự đoán những thứ chỉ có trong phỏng đoán, bằng cách cố làm chủ những thứ chỉ có trong mơ ước. Vì cứ mỗi khi trọng tài hô bắt đầu trận đấu, đó vẫn chỉ là một trò chơi của vô vàn khả dĩ. Bản chất của nó là cuộc tranh đấu đã có từ thời xa xưa giữa chỉ hai con người ở trên sân. Một trận chiến thời nguyên thủy giữa một người cầm gậy và một người cầm đá. Tôi không nghĩ còn có nơi nào kích thích hơn một tay ném sức mạnh trên mô đất đối diện với một tay đập sức mạnh. Kịch hay đang chờ. Ai là tay ném nhanh nhất tôi từng gặp hả? Cú tốc cầu nhanh nhất, cú ném gớm nhất mà tôi từng gặp là từ tay ném bóng nhanh nhất ở trong lịch sử. Nhanh nhất mà tôi từng thấy là người ném bóng nhanh nhất mà tôi từng thấy. Anh ta có một đôi tay đặc biệt. Anh ta ném mạnh hơn bất kỳ người nào tôi từng thấy ở trong đời. Mỗi một fan bóng chày đều có một ham muốn mãnh liệt, muốn tìm xem ai là người có cú ném nhanh nhất. Đó là một trong những điều bí ẩn nhất ở trong bóng chày. Không thể thay đổi được trò chơi. Không quan trọng là qua bao nhiêu năm tháng, về căn bản mọi thứ vẫn cứ như thế. Anh ta biết tôi sẽ ném bóng nhanh. Tôi biết tôi sẽ ném bóng nhanh. Thế là xong. Để xem sẽ ra sao. Cố đừng thấy sợ khi nhìn lên bảng tốc độ và thấy con số 158 km/h trên đó. Trời ơi, nhiều người bắt đầu sợ, run lên. Nhìn là biết anh ta không dám cầm gậy nữa. Nhìn vào mắt người đánh bóng là bạn biết. Nếu bạn gần chốt nhà mà ném mạnh cỡ đó, sợ hãi ghê lắm. Đương nhiên là nghe được tiếng bóng bay vèo một phát qua tai. Nghe như muốn ăn tươi bạn vậy. Nhưng nếu còn phải đấu với người không kiểm soát được bóng, đó sẽ là một trải nghiệm rất rất hãi hùng. Tôi thấy tội nghiệp ngay cả cho những tay đập xuất sắc nhất. Họ phải ở trong một tình thế thực sự đẩy bộ não hoạt động tới giới hạn. Người ta hỏi có sợ không? Không, đã đứng ở trên đó thì không được sợ. Sợ là thua. Giống như đi săn và bị săn vậy. Bởi vậy cho nên tôi không bao giờ nhìn vào mắt tay ném bóng cả. Nhìn vào đó thì hắn sẽ là kẻ đi săn, còn tôi là con mồi. Họ không dám nhìn tôi. Hầu hết các tay đập không dám nhìn tôi. Nhưng tôi thì nhìn họ. Tôi nhìn vào họ, ước chừng xem đối thủ của mình đến đâu.
rồi họ lơ đi chỗ khác, không muốn nhìn ngó gì tôi cả. Đứng trên mô đất, tôi có toàn quyền sinh sát cơ mà. Người ta gặp tôi, có cả cầu thủ nữa và nói, ngoài đời anh chẳng giống gì lúc ném bóng nhỉ? Tôi bảo, trời ơi đương nhiên, tôi mà vác cái diện mạo đằng đằng sát khí đó đi khắp nơi, thì chỉ có nước mà vào tù. Gorsuch. Tôi thấy anh ta là gớm nhất, gớm toàn tập, tư thế vào ném rồi này kia. Hắn rất đáng sợ, hắn cao, hắn ném mạnh, rất xấu tính. Tôi nghĩ hắn chắc phải là tay ném gớm nhất mà tôi từng gặp. Cánh tay thì ở khắp nơi, đầu anh ta rung lắc dữ dội mỗi khi ném. Chỉ có nước hy vọng là anh ta nhắm chuẩn được vào chốt nhà mà thôi. Một trong những công cụ đắc lực nhất của tôi đó là yếu tố hăm dọa. Có những lúc tôi nhìn vào người đánh bóng trước mặt rồi nghĩ, may mà lúc này mình không phải là anh ta. Lọt rừng thôi, hoặc là thịt, hoặc là bị thịt. Và tôi sẽ không để bị ai làm thịt đâu. Một tay ném cứu viện chỉ có thể làm người hùng hoặc là tội đồ. Giờ người ta gọi là tay ném tàn cuộc, chứ hồi đó làm gì có khái niệm như vậy. Chúng tôi là tay ném cứu viện. Trực tiếp từ sân Fenway, trận playoff thứ hai của giải American League. Trời ơi, nếu có gì mà trận đấu ngày hôm nay không làm máu ăn thua trong quý vị phải sôi lên, thì quý vị đừng tự nhận mình là dân mê thể thao. Trận playoff vào năm 1978 là trận đấu lớn nhất mà tôi từng chơi. Tôi nhớ đêm trước trận đấu tôi còn nghĩ là mai tới ao cuối có khi mình bĩnh ra quần mất. Đời tôi trước một trận chưa bao giờ thấy lo như vậy. Tôi nhớ là lúc khởi động xong, bước vào trận đấu mà chân nhấc lên trước thôi còn thấy khó. Người tôi run bần bật lên. Tôi bước vào trận đấu trong hiệp 7, một out và vài runner ở trên chốt, tôi nhớ thế. Hiệp đó tôi qua được, rồi đến hiệp 9. Đoán xem đến lượt ai đánh bóng nào. Hai tay đập lên bị loại cả hai. Hiệp 9 tại sân Fenway. Và tới lượt Yaz đánh bóng. Lúc đó tôi có thời gian nghĩ ngợi một xíu, trong lúc khán giả đang vỗ tay hoan hô Yaz cũng phải được 5 phút liền. Lúc đó tôi tự nói chuyện ở trong đầu. Tôi nói, trời ơi, sao mày lại lo như vậy? Cùng lắm thì sao nào? Cùng lắm thì mai về quê chăn vịt thôi. Đây chỉ là trò chơi thôi mà. Cảm giác như trăm ngàn cân trên đời cất khỏi lưng tôi vậy. Cả ngày hôm đó lần đầu tiên tôi được thả lỏng. Tôi biết vì khi ra bước lên đánh bóng, trái đầu tiên tôi ném cho anh ta là cú ném mạnh nhất của tôi vào ngày hôm đấy. Tôi nhớ trong phòng thay đồ hò reo hỗn loạn. Tôi chạy vào phòng tập để trốn, chỉ để định thần lại một chút. Tay bắt bóng Thurman Munson theo sau tôi và nói, quả quế đó nhanh hơn mọi cú mày ném trong ngày cả mét. Tôi nói, tao thả lỏng mà. Hắn bảo, làm cái quái gì mà thả lỏng lâu thế? Cậu ta đâu rồi? Ngay chính giữa kia. Đây rồi, Rick Gorsuch. Tay này ném được lắm. Tony, anh đấu với anh ta rồi. Nếu anh mà thuận tay phải, anh đừng mơ mà đánh được. Có phải là Vũ Hắc Yến không? Đúng rồi, tay này là trong Vũ Hắc Yến đấy. Lúc đó tôi ném ra những quả bóng có lực cực mạnh và George phải dùng hết sức bình sinh để mà vung lấy. Và wow. Mãi đến lúc đánh được bóng xong, mấy ông mới chỉ vào gậy rồi tính out. Không còn gì thảm hơn.
about is that he's got too much pine tar. George Brett looking around wanting to know what's going on. Trên gậy bôi đầy hắc ín. Trọng tài chính là Tim McClellan đặt nó ngang chốt nhà dài 45 cm. They might be going to call George Brett out. Well, he's out. Yes, sir. Brett is out. Look at this. Brett is out. Steam is mad. Đời tôi chưa bao giờ thấy ai điên tiết lên như vậy. Chúng tôi rời khỏi sân, ai cũng cười. Tôi yêu việc được làm một tay ném bóng tốc độ. Nếu được làm lại sự nghiệp, tôi sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì. Ngay cả những cú home run tôi làm mất cũng rất tuyệt vời. Tên tôi là Clifford Blankenship. Tôi là cầu thủ bắt bóng cho đội Washington Senators ở giải nhà nghề. Tôi dự bị, tỷ lệ ghi hit 0.219 cho đến khi chấn thương ngón tay. Giờ tôi đang ở Weezer, Idaho, bỏ phí thời gian tìm kiếm một tay hậu đậu đang làm dậy sóng cả một giải bán chuyên. Có người gửi điện báo cho đội Senators, báo rằng có một thằng nhóc tên là Johnson ném bóng mạnh tới mức mắt thường không nhìn thấy được. Ném mạnh nhưng vẫn rất chuẩn nữa, vì nếu không thì xác người đã la liệt khắp cái bang Idaho này rồi. Tôi tới sân vừa kịp lúc để xem thằng nhóc tay chân lọc ngóng đứng trên mô đất, mặt cúi gằm xuống như thể không muốn đứng ở đó vậy. Thế rồi, cha mẹ ơi, mới 19 tuổi mà không một ai ở trong giải nhà nghề có cú ném mạnh hơn như vậy. Thế là tôi cho thằng nhóc $500 để vào đội Senators. Bà biết anh hai lúa nói gì không? Nếu lỡ cháu không được nhận, chú phải hứa mua cho cháu cái vé tàu về quê. Tôi đáp, ê cu, mày chỉ cần vé đi thôi con ạ. Khi tay đánh bóng mạnh nhất vào thời đó là Ty Cobb lần đầu tiên chạm mặt Walter Johnson, ông ấy nói bóng bay nhanh tới mức nó rú qua bên tai giống như tàu hỏa vậy. Và thế là huyền thoại về đại hỏa xa ra đời. Tôi nghĩ Walter Johnson đã đặc biệt thay đổi môn thể thao này khi ông ấy biến quả bóng nhanh trở thành một thứ gì đó quan trọng hơn ở trên đời. Nhất là vào thời đó, thời bóng chết, không một ai đánh home run được cả. Một trận đấu điển hình là Ty Cobb vùng lên, chạy cướp chốt, rất khó khăn mới ghi được điểm. Và thế là xuất hiện một phép lạ nho nhỏ. Một người nhìn có vẻ khiêm tốn lại có thể ném bóng nhanh đến mức đáng sợ như vậy. Dân từ khắp nơi đổ về xem anh ta ném, cho người ta một sự phấn khích mà tôi nghĩ chưa từng thấy trước đây. Good batter up or something like that, well then you want to throw him a curve if you have a real good curve. If you have a better fast one than you have a curve, if you have a real good fastball and not a very good curve, why I throw him the fastball. Giờ thì người ta bắt đầu hỏi, ủa vậy là nó nhanh bao nhiêu? Và qua nhiều năm đó đã trở thành một câu hỏi cực kỳ quan trọng với môn thể thao này. Phương pháp đo đạc tốc độ ném sớm nhất được biết đến tạo ra vào năm 1912. Ai mà biết làm mấy thứ đó? Chính là quân đội, vì họ đã có cả trăm năm đo tốc độ của những thứ giống như đạn hỏa mai. Cho nên máy đo đầu tiên được tạo ra trong khu tự đạn của doanh trại Remington. Năm 24 tuổi, Walter Johnson diện bộ đồ đi lễ nhà thờ tới khu tự đạn Remington và trở thành người đầu tiên được khoa học đo tốc độ ném bóng. Walter Johnson bước vào một căn phòng lớn có một khung gỗ 60x60 cm, và trong khung gỗ đó có treo các hàng dây đồng mảnh. Khoảng 4.5 m về sau có một cái bảng gác ở trên giá, và việc của Walter Johnson đó là ném trái bóng bay xuyên qua các cọng dây đồng, làm đứt dây và gửi tín hiệu tới đồng hồ để bắt đầu tính giờ. Sau đó quả bóng đập vào bảng cách đó 4,5 mét về phía sau. Như vậy ta có thời điểm bắt đầu và kết thúc, ta lại có khoảng cách là 4,5 mét. Và như thế là có thể tính được tốc độ của quả bóng chạy. Họ cho ném, đo đạc và cuối cùng cho ra được con số nổi tiếng 122 feet trên giây, tức là 37,2 mét trên giây này.
Tốc độ của Johnson làm công chúng kinh hoàng. Và kể từ đó, đại hỏa xa đã được tôn làm tay ném nhanh nhất mọi thời đại. Chưa từng ai thấy một người như vậy. Và môn thể thao này có được một kiểu người hùng, một kiểu huyền thoại mới, mà tôi tin ông ấy chính là người khởi xướng. 37,2 mét trên giây là một con số thần kỳ trong một thế giới mà con người vẫn chưa có đơn vị km trên giờ. Một thế kỷ sau, chúng ta biểu thị lại con số ấy như sau. Đổi ra ta có 83,2 dặm trên giờ, tức là khoảng 134 km trên giờ. Bóng nhanh có thể được cho là thứ dễ nhìn nhất bởi vì chúng ta có súng radar, nhưng có thể cũng là thứ khó hình dung nhất. Ta nhìn vào những con số phản ánh hiện tại, rồi cố tính xem con số ấy sẽ là bao nhiêu ở trong tương lai. Đó chính là nghề của những người đang ngồi ở sau chốt nhà kia. Có thể là một cậu cấp 3 ném được 138 km/h, nhưng cậu ta có cánh tay dẻo, có sự thả lỏng, và ta biết tương lai sẽ còn hơn như vậy nữa. Nhà chiêu mộ nào cũng đang săn tìm những cú bóng nhanh chất lượng mà họ gọi là điện xẹt. Không phải là phóng ra điện thật, nhưng mà cảm giác như có điện vậy. Đó là những tay ném mà mọi tay đập, mọi cầu thủ, mọi thứ trên sân đều phải dừng lại để nhìn xem anh ta ném. Trông cứ như thể anh ta có cú ném khác biệt với tất cả mọi người khác vậy. Một cú điện xẹt như nổ tung ở ngay giữa chốt nhà. Khi cầu thủ đó ném khởi động, âm thanh bóng đập vào găng nghe cứ như đạn nổ bên tai vậy. Chưa vào trận mà nhìn thế thôi là đã thấy máu lửa rồi. Tất cả chúng tôi đều tìm một tay ném có trái tốc cầu uy lực như thể đang hét lên game over, hạ màn chỉ bằng một cú ném. Đó chính là thứ mà chúng tôi săn tìm, là thứ chúng tôi bỏ hàng đêm ra tìm kiếm. Xem một trận, lên xe lái 5 tiếng, hôm sau ngủ dậy lại lái xe 5 tiếng nữa. Chúng tôi tìm một cầu thủ như vậy. Trái tốc cầu thượng đỉnh, xuất chúng, điện xẹt đó chính là chiến thắng. Trong những năm đầu của thế kỷ 21, Cuba là nơi duy nhất ở trên thế giới bị ngăn trở khỏi các nhà chiêu mộ bóng chày Mỹ. Nhưng từ một thị trấn ở phía đông Cuba, diện tích xấp xỉ thành phố Weezer của bang Idaho, lan truyền tin đồn về một đứa bé tên là Aris Chapman, người sau này có thể lấy đi danh hiệu của Walter Johnson từ 100 năm về trước. Tay ném nhanh nhất trong lịch sử bóng chày. Có rất nhiều lời đồn về anh ta. Tay ném bóng mạnh nhất trên hành tinh. Khi anh ta xuất hiện, tôi nhớ trận đầu tiên mà chúng tôi cho Chapman vào sân. Thật khó có thể nào mà mường tượng nổi một cú bóng nhanh tới 166-167 km/h. Tôi chưa từng thấy. Một cảnh tượng điên rồ. Đôi khi đứng đó nhìn một cú ném, bạn có thể nghe tiếng bóng rít qua tai. Đương nhiên là nghe được. Bùm. Bạn kiểu, cha mẹ ơi, tôi chưa mua bảo hiểm y tế. Điều đầu tiên trong đầu tôi đó là mẹ ơi còn chưa muốn chết. Anh ta ném bóng mạnh như vậy, và đương nhiên là đôi khi cũng có ném bậy một chút. Tôi nhìn vào mắt tay đập để cho anh ta biết là tôi không hề sợ hãi hay nể nang gì cả. Tôi cho anh ta thấy mình táo bạo và đáng sợ. Giống như người ta hay nói, đây là trận chiến giữa anh và tôi. Chỉ trong 3 tuần sau khi tôi giải nhà nghề, Chapman viết lên một con số mà người ta chưa từng thấy trên súng bắn tốc độ trước đây. Khi anh ta ném 169 km/h, tôi nhìn vào đó và nói rằng tại lúc đó, tôi đã thấy một thứ mà mình sẽ không bao giờ được thấy lần nữa, mà nếu có thấy thì cũng là từ tay ném này. Khi tôi biết đó là cú ném nhanh nhất, tôi kiểu, quỷ thần ơi, là làm sao mà được vậy? Swing and a miss.
từ lúc vào thế cho đến khi ném. Cứ như thể là tôi đang nhảy múa, trôi theo chuyển động vậy. Đó là một thứ gì đó đặc biệt mà tôi nhận được. Có lẽ là một sự chúc phước của Chúa, tôi cũng không biết nữa. Một thành viên của đại sảnh danh vọng chúng ta vừa qua đời là Bob Feller. Người ta từng đo tốc độ bóng của ông ấy bằng xe máy. Ông ấy nói nó bay 168 cây số trên giờ. Anh có biết ai từng nói về ông ấy chưa? Đương nhiên rồi. Tôi đối đầu với Feller khi ông ấy đang ở đỉnh cao, không thể nào chạm vào bóng được. Ted William tuyên bố Feller là tay ném bóng đáng sợ nhất mà ông từng gặp. Nói thế là đủ hiểu luôn rồi nhé, đến Ted William còn nói như thế. Thanh niên cao lớn này là Robert William Andrew Feller, quê ở Van Meter, Iowa, có cú ném tốc cầu trừ danh khắp nước Mỹ khi vẫn còn là một cậu học sinh. 16 tuổi, cậu lại trực tiếp 23 tay đánh trong một trận bóng chày nền gạch. 17 tuổi, cậu ký hợp đồng với đội Cleveland Indians vào năm 1938. Trong trận đấu nhà nghề đầu tiên, cậu lại trực tiếp 15 cầu thủ St. Louis Browns. Và 2 năm sau, lập kỷ lục khi loại trực tiếp 18 cầu thủ của đội Detroit Tigers. Bob Feller vào những năm 1930 vẫn chỉ là một cậu học sinh 17 tuổi ngồi trên ghế nhà trường, xuất hiện và ném những quả tốc cầu kinh hoàng làm run sợ các tay đập chuyên nghiệp. Ở mỗi một trong 7 mùa giải đầu tiên của Feller, ông dẫn đầu toàn giải về số lần loại trực tiếp strikeout và khiến người ta phải suy nghĩ lại về giới hạn mà một cánh tay con người có thể làm được. Ông là một nhân vật độc nhất ở trong lịch sử. Bob Feller là người đầu tiên thực sự cố tìm xem bóng của mình nhanh bao nhiêu. Công chúng người ta đã có một hệ quy chiếu rồi, và câu hỏi ở đây là liệu có nhanh hơn Walter Johnson hay không? Ông thử rất nhiều cách. Ông dùng cú ném của mình để đua với một chiếc xe máy. Ông thử ném qua những chiếc máy kỳ lạ của quân đội. Tay ném Bob Feller của đội Cleveland Indians dành thời gian tại thủ đô để biểu diễn cú ném thần công của mình. Vào năm 1946, tốc độ của Bob Feller được đo bằng một thí nghiệm trên sân bóng chày. Họ có một thiết bị khá hiện đại có sử dụng tia sáng làm tín hiệu bắt đầu và kết thúc đếm giờ. Thời gian được quân đội ghi lại bằng công nghệ tính giờ Lumileye Chronograph. Ông ném từ mô đất tới miệng của một khung gỗ đặt tại chốt nhà. Thiết bị ghi lại tốc độ ở điểm này được 98,6 dặm một giờ, tức là 158,7 km/h. Walter Johnson từ xưa tới nay vẫn được xem là tay ném bóng nhanh nhất. Bob Feller giờ đã nhờ khoa học để lại một kỷ lục mới cho thế hệ sau, 98 dặm trên giờ. Feller ném tới những năm 1930-40. Bob Feller bắt đầu sự nghiệp của mình khi Jesse Owens giành huy chương vàng ở Đức. Và vào lúc đó, Jesse Owens được xem là một bức nhảy vĩ đại của môn điền kinh. Họ nhìn vào Jesse Owens rồi bảo sẽ chẳng qua nhanh hơn, mạnh hơn, nhảy xa hơn như thế nữa, rằng đó là giới hạn mà con người có thể làm được. Và dĩ nhiên là không phải vậy. Tốc độ của Jesse Owens vào năm 1936 giờ là tốc độ của học sinh trung học. Và điều này đúng cho các môn thể thao khác. Rất nhiều kỷ lục đã bị xô vỡ. Vậy nếu ta áp dụng góc nhìn đó vào bóng chày, Bob Feller ném được 158,7 km/h. Nếu ta mang tốc độ đó tới 70 năm sau, thì giờ đúng ra người ta đã phải ném 193 km/h rồi. Vậy mà làm sao đến giờ vẫn chưa có ai tìm ra cách ném một cú bóng nhanh hơn hàng chục km/h so với người đi trước? Một cú ném như thế không hề tồn tại. Bóng chày bắt đầu và kết thúc bằng tay ném khai cuộc. Tôi yêu bóng nhanh, yêu lắm. Rất nhiều cú 153, 154. Có cú lên tới 156. Nhìn chung tôi chắc quanh quẩn tầm 151, 152 km/h. Nếu tôi cần một cú bóng xịn, thì gần như trong hầu hết các trường hợp, tôi sẽ ném bóng thẳng. Không có cảm giác nào sướng hơn khi được ném một quả bóng thẳng cho ai đó, đặc biệt là lúc loại trực tiếp.
Anh có nhớ cú mình ném nhanh nhất trong giải nhà nghề là bao nhiêu không? Chắc là vào năm 2010 ở Detroit. Tôi đối đầu với Johnny Peralta. Lúc đó hiệp 5 mà tôi đã ném 100 trái, nên biết kiểu gì cũng sẽ bị thay ra. Tôi dĩ nhiên nhìn lên và thấy con số 161 trên bảng. Tôi chưa bao giờ hình dung bản thân có thể ném đến tận 161 km/h. Thật không tin được, và mọi người kiểu, ôi có khi súng đo sai, có người chọc tôi như thế. Cơ mà, không, tôi ném được chừng nào thì súng nó đo được chừng đấy thôi. Gibson ném mạnh, và ông ấy ném những cú bóng nhanh bay thấp mạnh nhất mà tôi từng thấy. Koufax và những người khác thì ném cao tầm này, nhưng Gibson lại ném tuốt ở dưới này. Tôi đảm bảo là vẫn tầm 160 km/h, ngang tầm đầu gối. Tôi không thể tin được. Hồi tôi mới lên giải nhà nghề, tôi chưa thấy ai ném như vậy cả. Joe, có bao giờ anh sợ bị ông ấy ném trúng chưa? Chưa bao giờ. Tại vì nghe đồn là ông ấy đôi khi ném trúng người khác. Nhưng mà đó đều là cố tình ném trúng, chứ không phải là trượt tay. Có một lần trước trận đấu, ông ấy còn nói là hôm ấy ông ấy sẽ ném trúng người. Và đúng thật là hôm đấy ông ấy ném trúng người. Tôi nghe đủ những câu chuyện phóng đại về cái cách mà người ta nhìn tôi và những gì mà tôi đã làm. Tôi nghe họ nói tôi hay ném trúng người. Lúc nào thằng chả cũng ném trúng người. Nhưng mà đó đều là do tôi nhắm. Tôi chưa bao giờ ném ai mà lại trượt không trúng cả. Nếu bạn cố tình ném ai đó, thì có lẽ bạn nên nhắm vào sườn của anh ta. Đầu với chân thì có thể né được, chứ phần giữa người thì khó tránh lắm. Đó là Bob Gibson. Ông ta tin rằng một phần chốt nhà là của mình, và bạn buộc phải nhượng bộ, vì ông ta ném rất mạnh. Tôi luôn luôn nghĩ về điều đó. Đầu tôi luôn nghĩ đến chuyện sẽ có ngày ông ta trượt tay và ném vào đầu tôi. Bob Gibson nói với tôi một trong những câu hay nhất tôi từng nghe. Một nửa cái chốt nhà đó là của tôi. Còn giờ thì ráng mà đoán xem tôi sắp ném bóng về phía bên nào. Ông ấy là một người rất hiếu thắng. Toàn bộ quan điểm của ông đó là thà ném bóng vào tay đập còn hơn là để bị tay đập đánh trúng. Ông có thể còn ném gắt hơn nữa. Ông có thể ném sát vào người tay đập hơn nữa nếu ông thấy cần. Tôi đỡ được một trái bóng bổng bay vào giữa sân, ghi được một điểm. Thế là lần đánh tiếp theo ông ném một quả vào tay tôi. Bùm, ngay chỗ này. Giờ vẫn còn dấu này. Gibson từng kể với tôi không có ném trúng nhiều người như quý vị nghĩ đến thế đâu. Cứ đếm thử đi. Gibson hay đứng như thế này, bởi vì ông ấy không nhìn thấy. Đột nhiên tay bắt bóng ra hiệu trong mờ tối mà ông không thấy, thì ông làm như vậy. Tay đánh bóng hôm sau bảo, làm cái quần què gì mà nhìn tôi như vậy. Ông bảo, lúc nào mà tôi chả làm vậy, mắt tôi kém mà. Kể từ lúc tôi lên 19 tuổi, mắt tôi đã bắt đầu kém đi, và tôi phải mang kính nữa. Nhưng trên sân thì không bao giờ mang. Rồi tôi nhìn để cố xem ám hiệu. Và cái bộ dạng hăm dọa đó là lúc tôi đang cố nhìn cho rõ. Thế thôi. Tôi nghĩ một trong những lý do mà người ta xem tôi như là quỷ sứ chỉ là bởi vì tôi là dân da đen. Mấy đứa da trắng cũng làm y như vậy mà có ai nói gì đâu. Nhưng tôi ném trúng một cái thì người ta bảo, ôi giời, cái thằng này đồ quái vật. Nhưng tôi chẳng bận tâm. Chẳng làm gì để khiến người ta thôi móc mỉa được. Tôi chẳng biết cái danh đó từ đâu ra. Họ cứ nói tôi thế thôi. Ông đâu phải là người nóng nảy. Giờ thôi chứ hồi đó thì có. Chẳng có thằng nào ghi được điểm cả. Nóng nảy vì bị phân biệt chủng tộc thì đương nhiên là có. Nhưng mà phân biệt chủng tộc đó là lối sống rồi. Đó là thứ mà tôi phải đối diện như cơm bữa.
Không phải là ngày xưa tôi đi đâu xong đùng cái bị vậy. Nó đã ở đó, nó đã đi theo tôi từ suốt những ngày còn nhỏ, cho đến tận những bước đầu của tôi trong giải nhà nghề. Vốn nó đã ở đó rồi. Và nó châm ngòi cho rất nhiều cái sự giận dữ mà tôi đoán là tôi bộc phát ra. Tôi chẳng biết nữa. Tôi phải là người từ ngoài nhìn vào. Tôi chỉ biết là tôi cảm giác là tôi phải trở nên giỏi hơn để có thể tiến xa hơn. Và tôi quyết chí làm như vậy. Năm 1968, Bob Gibson ném được một mùa giải mà nhiều người cho rằng chính là mùa giải nhà nghề xuất sắc nhất mọi thời đại. Vào năm 1968, phong độ tôi cực tốt trong cả một năm đó. Ở tuổi 32, có lẽ đó là lúc tôi đang ở đỉnh cao nhất trong sự nghiệp. Đó là lúc tôi sung sức nhất, có được sự kiểm soát hoàn toàn ở trong một trận đấu. Lúc đó cảm giác như tôi muốn ném ở đâu thì bóng sẽ bay vào đó vậy. Phong độ đến như thế. Và tôi giữ được phong độ ấy trong suốt cả một năm, một điều khá là kỳ lạ. Phong độ như thế thì tầm 1-2 trận là hết thôi. Đằng này là cả một năm. Gibson thắng 22 trận, cùng với kỷ lục 13 trận full không để đối phương ghi điểm. Tỷ lệ để mất điểm ERA của ông trở thành con số kỳ diệu trong bóng chày, giống như con số 755 home runs của Hank Aaron hay chuỗi 56 trận ghi hit liên tục của DiMaggio vậy. 1.12, thấp hơn so với thành tích liền kề thứ hai tới tận 35% trong thời đại bóng sống. Cứ nói mãi về tính khí, về ngoại hình. Năm đó tôi thua tận 9 trận. Bởi vì nếu trận đó mà không ghi được ít nhất 1-0 thì tôi không thắng. Tôi ngồi trên băng ghế và không ai dám lại gần cả, bởi vì tôi đang nổi điên lên. Mãi mà không ghi điểm được. Bạn cùng phòng tôi là Kurt Flood, khi đội ghi điểm là liền quay sang bảo: "Đó có điểm rồi đó, vừa lòng chưa?" Hắn tưởng thế là vui, chứ có vui chút nào đâu. Vào trận thứ 5 chung kết nhà nghề năm 1968, Gibson có màn trình diễn xuất sắc nhất trong toàn bộ lịch sử các trận chung kết. Rõ ràng 17 strikeout thì vẫn là... thì chắc vẫn là kỷ lục thôi trong lịch sử các trận chung kết. Được làm điều mình làm và biết mình làm việc đó rất giỏi là một cảm giác tuyệt vời. Tôi chỉ có chơi bóng thôi, nhưng tôi biết mình chơi rất giỏi. Ở một thời điểm trong sự nghiệp, tôi gần như có mọi điều mình muốn. Và đó là một cảm giác tuyệt vời. Không ai cho tôi không cái gì cả. Tôi phải tự cố đạt lấy. Các cổ động viên ở Atlanta này náo nhiệt không tưởng nổi vào mỗi 3 out cuối trận. Nói rằng không nghe thấy họ tức là tôi đang nói dối. Âm thanh ấy làm tôi phấn khích. Khi cổ động viên ở ngay sau lưng bạn, cơ thể bạn cứ thế di chuyển. Thật khó lý giải được, nhưng lần nào cũng vậy. Bạn hoàn toàn tin tưởng vào bản thân, rằng nếu ném mình chắc chắn sẽ thành công. Bạn cần phải tin rằng mình sẽ ném được một cú strike, hoặc ném qua được tay đập. Đó là lối suy nghĩ mà bạn buộc phải có. Chẳng có lý gì mình không loại được đối thủ cả.
Đồng đội tôi nỗ lực hết sức tới hiệp 9 vì chiến thắng. Thân tôi vào ném mà lại khiến công sức ấy đổ sông đổ biển rồi thua. Trong đầu tôi thấy điều đó không chấp nhận được. Không ai muốn đánh bóng của Craig cả. Không ai nói đưa gậy đây để tôi đánh bóng hắn cho cả. Cho nên tới hiệp 9 ai cũng hy vọng không phải tới lượt mình đánh. Craig có cái tư thế vươn người ra trước khi ném. Chắc chắn là sẽ cho bạn một cú bóng nhanh vào strike zone. 10 cú thì 9 cú là bóng thẳng. Anh ta dù ít dù nhiều cũng là tay ném tàn cuộc giỏi nhất thời điểm hiện tại. Mỗi lần ném cứ như muốn nhét bóng vào họng vậy. Trong 4 mùa đầu tiên làm tay ném tàn cuộc, Craig Kimbrough dẫn đầu giải đấu về số lần cứu thua mỗi năm, một thành tích vô tiền khoán hậu trong lịch sử bóng chày. Nhưng ngay cả khi có cú ném gần 160 km/h, không một tay ném nào phải đứng trước ranh giới thắng thua mỏng manh như một tay ném tàn cuộc. Trong bóng chày chẳng nói trước được điều gì cả. Mọi thứ đều có thể thay đổi trong vòng một cú ném. Người ta nói trong bóng chày bạn phải có trí nhớ thật kém. Nhưng tôi thì nghĩ dù trí nhớ ngắn hạn, mình vẫn cần phải nhớ. Tôi ném một cú bóng thẳng lệch giữa. Shinsuchu đánh bóng văng ra khỏi sân vận động. Tâm phục khẩu phục. Tôi phải tự vượt qua vào lần ném kế tiếp, rồi kế tiếp nữa. Một cú ném 150 km/h khác gì với một cú ném 160 km/h? Home run. 150 km/h thì khác chắc cỡ tầm này. Chừng đó là có thể tạo ra quá nhiều khác biệt. Chứ còn gì nữa. Nếu hai cú ném được phóng ra cùng một lúc, thì khi cú ném 160 km/h chạm tới chốt nhà, thì cú 150 km/h vẫn còn ở phía sau khoảng 1,4 m. Một cú 150 km/h, bạn vẫn còn có thể thấy logo, thấy chỉ ở trên bóng. Chứ một cú ném 160 km/h thì nó nhìn như bóng gôn vậy. Chúc may mắn nhé. Nói ra thì buồn cười, chứ 150 với 160 khác nhau như ngày và đêm vậy. Cảm giác như thế mình có nhiều thời gian đánh lắm, nhưng thực ra là không. Một cú ném gần 150 km/h mất khoảng 450 ms để tới đích. Còn một cú 160 km/h mất 396 ms. 50 ms chênh lệch đó là tối quan trọng cho não. Trong quá trình như vậy, 50 ms cứ như là vĩnh hằng vậy. Nếu bạn làm tròn thì mỗi liên kết synapse trong não mất khoảng 2 ms. Hơn 50 ms có thể cho thần kinh của bạn tính toán được 25 lần. Và như vậy trao đổi được 25 đơn vị thông tin. 50 ms có thể cho bạn chừng đó lợi thế. Nhưng còn với một cú ném 160 km/h, gần như bạn không hề có thời gian đưa ra quyết định. Và như thế về mặt sinh lý học, nó tiến gần tới ngưỡng bất khả thi để bạn có thể đưa ra bất kỳ hành động nào dựa trên thông tin đã có được. Khi khoảng cách từ mô đất tới chốt nhà được đặt là 60 feet 6 inch, tức là 18,4 m, môn bóng chày có được sự cân bằng hoàn hảo. Một cuộc tỷ thí giữa cú ném nhanh nhất con người có thể ném được và tốc độ nhanh nhất mà con người có thể đánh được cú ném đó. Trong thực tế, hiếm khi nào chúng ta thấy được hai giới hạn của cơ thể con người đối đầu với nhau. Và khi chúng thực sự đối đầu nhau, đó trở nên một cảnh tượng tuyệt đẹp.
tay ném bóng đẩy mình tới giới hạn ném bóng nhanh nhất có thể. Và giới hạn đó lại đến gần với tốc độ nhanh nhất mà con người có thể đỡ được cú ném đó. Và thế là chúng ta có hai đầu thái cực của hai dạng kỹ năng con người đang khiêu vũ ở trên cái ranh giới mà sinh học đang chế ngự cơ thể. Chúng ta có hai hành động cơ bản đang diễn ra: ném một hòn đá và đánh hòn đá ấy bằng một cây gậy. Và chỉ khi chúng ta nhận ra hai việc này khó đến như thế nào, tay ném và tay đánh đang có sự cân bằng chính xác như thế nào, thì chúng ta mới bắt đầu trân trọng được cái đẹp trong môn thể thao này. Cái cách phi thường đã được phân định để đạt được sự cân bằng. Khi tay ném vào tư thế, khi cánh tay được vung đi, bộ não của tay đánh bóng có thể dự đoán một chút về đường đi của quả bóng ngay cả trước khi nó rời khỏi tay ném. Và sau đó cú ném phóng ra. Một cú ném 160 km/h chạm tới đích trong vòng 396 mili giây, nhanh hơn một cái chớp mắt. Chớp mắt một cái là bóng bay qua người bạn. 160 km/h, nó nhanh đến như vậy đấy. Nếu bạn chớp mắt, bóng bay qua. Khác với mọi môn thể thao khác, bóng chạy phụ thuộc vào việc bạn làm được những gì trong khoảng thời gian còn ngắn hơn hai từ bóng nhanh. Tưởng tượng ta bắt đầu đếm giờ khi trái bóng rời khỏi tay ném. Thời gian bóng di chuyển là khi não bắt đầu tính toán, cố xác định vị trí trái bóng trong không gian và đích đến của nó, cố gắng tiên đoán đường đi của nó. Bóng bay nhanh tới mức mắt không theo dõi chính xác được. Mắt ta vội vã nhìn về điểm mà ta nghĩ bóng sẽ tới. Ta không biết chính xác, cho nên mới phải cố đoán. Và ta cùng lắm chỉ còn khoảng vài trăm mili giây nữa để chọn được vị trí tiếp theo muốn để mắt. Trên đường di chuyển ta chỉ thấy bóng đúng một lần. Đó là lúc quyết định. Khi đó nếu muốn đánh trúng bóng, ta buộc phải ra quyết định ngay vào lúc đó. Nếu bạn quen nhìn bóng di chuyển ở một tốc độ nhất định, giả sử trung bình bạn quen nhìn bóng 145 km/h, bạn sẽ vung gậy tại nơi mà bóng sẽ tới nếu quả bóng đó có tốc độ như dự tính. Bạn di chuyển mắt tới ngay vị trí mà một quả bóng 145 km/h sẽ bay tới. Và ngạc nhiên chưa, lỡ như tay ném này ném mạnh hơn một chút và bóng đạt tới 165 km/h, bóng rời khỏi tay tới nơi bạn nghĩ nó sẽ tới, nhưng cuối cùng lại không. Từ góc nhìn của bạn giống như bóng vừa biến mất vậy. Khi bóng còn cách xa 15 mét, nó biến mất, gần như một chiếc chiến đấu cơ, mới đó thôi là vèo. Bạn có thể lạc mất trái bóng từ lúc nó được ném cho đến khi nó lại gần. Não bạn nói bạn phải đánh. Bạn biết mình sẽ chạm gậy vào bóng. Nhưng đến khi vung gậy trượt thì não lại bắt đầu hỏi, tại sao lại có thể trượt được? Nếu bạn nghĩ về quá trình thị giác tiếp thu hình ảnh, thực sự là ta lúc nào cũng chỉ đang nhìn vị trí của quả bóng và cố đoán xem nó sẽ có thể bay tới đâu nhất. Vậy nên nếu có gì đó xảy ra khác với dự tính, đủ kiểu ảo ảnh sẽ căn bản xuất hiện. Một trong số đó là việc trái bóng có thể hoàn toàn biến mất. Não của chúng ta rất giỏi chèn thông tin vào những khoảng trống của những gì mà chúng ta nhìn thấy. Khả năng này cho phép chúng ta hiểu được điều gì đang xảy ra. Trong trường hợp mà quả bóng di chuyển nhanh hơn cả cử động của mắt, tay đánh bóng không thể thu nhận lại hình ảnh của quả bóng. Quả bóng giờ vượt qua cả nơi anh ta dự tính. Anh ta nhìn vào một điểm nhất định và dự tính điểm tới của quả bóng, nhưng quả bóng lại không có ở đó. Giống như cảnh báo lỗi vậy, não phải hình dung lại điều gì vừa xảy ra. Một trong những hình dung mà não tạo ra, đó là tay đập cho rằng bóng bay nhanh tới mức khiến cho quỹ đạo bóng bay chếch lên cả phía trên. Colfax ném một quả bóng mà nó bắt đầu ở đây. Còn đến khi vung gậy thì bóng nó nằm ở trên này một xíu. Nhìn trái bóng rời khỏi tay ném bóng. Và rồi khi bạn sẵn sàng vung trái bóng đó, nó bay lên trên. Bóng của Dwight Gooden có chuyển động hướng lên bên trên rất nhiều. Rất ít người có thể làm được như vậy. Bạn biết đó là bóng thẳng, nhưng nó lại hướng lên bên trên. Cảm giác như nó chạm được vào râu luôn vậy. Tôi rất sợ cú ném đó, bởi vì mình lạc mất nó.
các nhà khoa học nói rằng bóng không thể nào bay lên trên được. Không biết, tôi nghĩ các nhà khoa học có bao giờ chơi bóng chày đâu. Nghe thì phi lý, nhưng mà nó bay lên thật. Và tôi không muốn phải tranh luận với các nhà khoa học về chuyện này. Nhưng đôi khi họ vẫn có nhầm lẫn mà. Chuyện đó không hề là bất khả thi, thực sự là có. Ta chỉ cần lấy tay rồi giữ 4 đường chỉ ở trên bóng như thế này. 1, 2, 3, 4 đường chỉ như thế này. Và nó bay lên trên một chút. Và phải ném thật mạnh. Ném chỉ tầm 150 km/h đổ xuống thì bóng không thể nào bay lên trên được. Chapman chẳng hạn, tôi đảm bảo là bóng của anh ta bay lên một chút. Điều đó là bất khả thi. Bóng bay lên là chuyện bất khả thi sao? Đúng vậy, điều đó là không thể nào. Nhưng tôi không nghĩ là bóng có thể bay lên được. Nhưng mà nó có thể lái lên được. Cái đó thì khác. Tôi thường cố làm cho bóng lái lên. Một nhà vật lý học có thể cho rằng bóng không thể nào bay lên được, nhưng đồng thời nó cũng có thể không chui xuống nhanh như ta thường thấy. Đôi khi vài cầu thủ nói đó là bóng lái qua strike zone. Bóng cứ xoay tự nhiên thôi, từ trên xuống dưới như thế này. Một khi quả bóng rời khỏi tay ném, lực lấn át tác dụng lên trái bóng chính là trọng lực, kéo đường bóng xuống dưới, giống như thế này. Với một cú ném 145 km/h, bóng sẽ rơi xuống tầm 90 cm nếu trọng lực là lực duy nhất tác dụng lên trái bóng. Nhưng một cú bóng nhanh có lực xoáy mạnh về phía sau tạo ra lực Magnus kéo bóng lên phía trên. Bóng vẫn sẽ rơi, nhưng nó rơi chậm hơn thường thấy. Và đường đi của quả bóng sẽ đại khái giống như thế này. Quả bóng bay qua chốt nhà tầm 25 cm cao hơn. Nếu một cú ném 145 km/h mà trông như thế, thì tưởng tượng một cú ném 160 km/h với lực xoáy về phía sau và nhiều lực Magnus hơn sẽ như thế nào. Đường đi của quả bóng sẽ cao hơn và bay qua chốt nhà cao hơn gần 10 cm so với một cú bóng nhanh thông thường. Trông như thể là quả bóng đang lái lên trên xa khỏi bạn. Và nếu bạn vung gậy, làm sao mà đánh trúng được? Lúc nào nó cũng bay lên trên cây gậy. Những cú bóng nhanh như vậy rất khó đánh. Vật lý cho ta biết bóng di chuyển trên một đường vòng cung rất mảnh. Vấn đề là nếu ta quay lại nửa đầu tiên của cú ném, đường đi của một cú ném 160 km/h và 150 km/h là gần như không có gì khác biệt. Và chính tại lúc đó là lúc tay đánh bóng phải ước chừng được là bóng sẽ bay tới chỗ nào qua chốt nhà. Chỉ đến khi bóng tới rất gần thì anh ta mới nhận ra rằng quả bóng thực ra lại nằm ở trên này. Và nó tạo ra ảo giác rằng quả bóng đã bay lên phía trên. Thực ra bóng không hề bay lên, mà chỉ là do não anh ta đã dự đoán vị trí của bóng thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Tôi nghĩ các nhà khoa học làm sao ấy chứ. Mỗi lần Craig Kimbrough ném bóng, cảm giác như lúc nào nó cũng bay lên vậy. Các nhà khoa học phải đội mũ, phải cầm gậy lên mà đánh bóng thì mới hiểu cái cảm giác đó được. Anh có nhận ra ai hay biết được tên ai trên tấm thẻ này không? Jack Smith hả? Không đúng. Ôi, tôi không biết đâu. Thà nói ra còn có cơ may 25% đúng chứ tôi không muốn nói là tôi không biết. Không, tôi không biết. Steve Dalkowski thì sao? Steve Dalkowski á? Tôi không biết. Làm sao tôi biết được? Xin ông nhìn vào đây và cho biết ông thấy ai ở trên tấm hình này. Và xin cho chúng tôi biết về người ấy. Ừ thì người nổi bật nhất còn gì? Chính là Steve Dalkowski. Cái gì đó?
người trong hình. Ông có biết? À, Steve Dalkowski. Siêu tân binh năm 1963. Ôi trời ơi. Xin ông nhìn vào tấm thẻ này và xem ông có biết ai ở trong tấm hình này không? Nói về bóng thẳng. À rồi rồi, Dalkowski này. Ông ấy là huyền thoại. Không một ai trên quả đất này tài năng hơn. Không một ai. Đây là người mà nếu ông ấy có thể vượt qua, thì tôi thực sự tin rằng ông ấy có thể kiếm sống chỉ bằng nghề ném bóng thẳng. Tôi biết Steve Dalkowski. Biết chứ? Rõ ràng tôi sống ở trong thời mà ai cũng biết ông ấy. Họ nói ông ấy ném mạnh nhất. Bất kỳ ai từng thấy ông ấy đều nói như vậy. Vậy mà tôi chưa từng gặp. Nhưng người ta vẫn nói về ông ấy. Ừ, ông ấy là một huyền thoại. Người ta đồn thổi đủ chuyện về ông ấy. Tay ném nước là Lush ở trong bộ phim Bo Durham, được phần nào dựa trên Dalkowski. Hay Sid Finch, một pitcher tưởng tượng có thể ném 270 km/h do nhà báo Geoff Limpton nghĩ ra. Câu chuyện về Steve Dalkowski nghe giống như hoang đường, nhưng thực sự đó là có thật. Ông đang làm gì với cánh tay vậy thưa ông? Ném quả bóng nhanh hơn bất kỳ ai trong lịch sử. Bất kỳ ai. Cú bóng gớm nhất mà tôi từng gặp là từ tay ném bóng mạnh nhất, Steve Dalkowski. Bạn biết là người ta vẫn hay bàn xem ai là người ném bóng nhanh nhất. Và kiểu gì cái tên Steve Dalkowski cũng sẽ xuất hiện. Những người sống cùng thời, những người được nhìn thấy ông ấy ném bóng, đều nói rằng ông ấy là tay ném bóng mạnh nhất mà họ từng thấy. Điều này nghe rất khó tin, và dần dà càng có nhiều lời đồn. Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến. Tôi chơi bóng cùng với Steve trong 2 năm ở giải minor. Ông ấy cứ như một vị thánh vậy, vì ông ấy chưa từng chơi ở giải nhà nghề. Chúng tôi cùng chơi bóng ở đội Elmira. Lần nọ ông ấy đang chạy trên sân thì tôi nói, Steve, ném cho tôi trái bóng qua hàng rào xem nào. Ông ấy nói, để xem thử. Không khởi động, ông cầm trái bóng ném xuyên qua hàng rào đập vào tường. Tôi bảo, anh ném được đấy. Có lần anh ta ném vỡ bọc ống đồng của tôi, tét ra làm đôi. Một lần khác, anh ta ném vỡ hai thanh thép. Ném vỡ hai thanh thép ở trên mặt nạ của tôi. Sau đó tôi phải dùng một mặt nạ khác. Tôi bảo thôi, không dám liều. Nhưng cho đến tuổi này rồi, cả đời tôi vẫn chưa thấy ai ném mạnh hơn như vậy. Ai dạy ông ném mạnh như vậy? Làm sao mà dạy ném nhanh được? Đó là tự nhiên rồi. Tôi rất muốn xem ông ấy ném ở thời đỉnh cao. Vì dựa trên những gì người ta đồn thổi về ông ấy, thì ông ấy hẳn phải có một đôi tay rất đặc biệt. Huyền thoại về Steve Dalkowski càng bí ẩn hơn nữa khi không còn ai giữ được thước phim nào của ông ném bóng. Ông ấy là người như thế nào? Là một người dễ mến. Không ném bóng chính xác được. Ném rất bậy. Đôi khi tập ném, bạn không biết là anh ta có ném bóng ra hàng rào hay không. Tôi vung tay như thế này, và bóng cứ bay lên như thế kia. Họ nói là mất kiểm soát. Ông ấy khó kiểm soát bóng theo chiều dọc hơn là chiều ngang. Nếu bạn nhờ Steve ném một cú bóng bay trên chốt nhà tầm vài chục cm thôi, thì cuối cùng quả bóng sẽ bay lên trên cả đầu của catcher. Bởi vì trái bóng đó xoáy quá mạnh về phía sau, và thế nó cứ lượn lên trên nhanh đến như vậy. Cứ mỗi lần ông ném là một kỷ lục mới được tạo ra. Và cứ mỗi kỷ lục loại trực tiếp mới thì lại đi cùng với một kỷ lục walk mới. Ông ấy ném 697 hiệp, có 1099 lần loại trực tiếp. Và số lần walk còn nhiều hơn cả số lần loại trực tiếp, hơn 100 lần. Hay thật nhỉ? Vẫn cứ là ném bậy. Không thể ném strike được. Thử mọi cách rồi. Mọi cách rồi nhé. Mọi thứ anh ta muốn là ném bóng thẳng cho chuẩn mà không làm được. Quá đáng tiếc. Và theo thời gian, nó gần như trở thành một nỗi ám ảnh với ông ấy.
cố gắng chế ngự cú ném của mình. Dần dà cũng khá lên, không hoàn hảo, nhưng có khá hơn. Năm 1962 ở Elmira, với người quản lý mới, một thành viên của đại sảnh danh vọng Earl Weaver, Steve cuối cùng cũng thành công. Và trong 52 hiệp cuối mùa hè năm đó, ông loại trực tiếp 104 người và chỉ quắc 11 lần. Sau biết bao nhiêu năm trên đời, cuối cùng người ta cũng nói với tôi rằng tôi có cơ hội thành công. Thầy vui lắm. Đợt tập huấn mùa xuân vào năm 1963, Dakowski ném hai trận với đội Dodgers và đội Yankees, không để mất bất kỳ hit hay điểm nào. Hãng Topps in hình ông trên tấm thẻ. Trong lần xuất hiện cuối cùng, sáng hôm ấy người ta nói ông được tuyển lên đội chính thức và lần đầu tiên được khoác áo nhà nghề. Thế rồi trong hiệp 3, khi đang 2 out, Steve chạy lên trước để phòng thủ. Khi ông ném về chốt 1, ông nghe một tiếng bốp ở ngay khuỷu tay. Khi rời khỏi sân và biết mình đã bị chấn thương, ông cảm thấy ra sao? Tôi hỏi, tại sao lại là tôi? Và tôi bắt đầu khóc. Steve quay lại giải phụ minor và từ đó không bao giờ quay lại giải nhà nghề nữa. Tôi thấy tội nghiệp cho ông ấy vô cùng bởi vì khi ông ấy cố để được quay lại, bạn có thể đi dọc xuống phố lúc 1 giờ sáng và thấy Steve đang ngồi đó bên cạnh chai rượu. Điều đó thực sự làm tan nát lòng ông ấy. Thật đáng tiếc. Một nhân tài như vậy lại chưa bao giờ thành công. Một dao kèo mong manh. Chỉ cần một thứ không may xảy ra thôi, không ai biết trước được. Một người không thể chế ngự được chính cú ném của mình. Và thật không may là ông ấy không bao giờ được ném ở giải nhà nghề nữa. Nếu tôi luyện được sự kiểm soát và được thi đấu ở giải nhà nghề, ông ấy đã có thể trở thành một trong những tay ném bóng nhanh hạng nhất trong cả lịch sử bóng chày. Trong những năm mà Dalkowski đang chật vật mài dũa cú ném của mình ở giải Minor League, một pitcher tay trái khác cũng đang cố kiểm soát những cú ném sấm sét của mình ở giải nhà nghề. Người ta nói cầu thủ này được sinh ra với cánh tay trái của Chúa. Và khi Sandy Koufax mài dũa được tài năng của mình, ông trở thành một huyền thoại. Không thể chạm được vào bóng. Trời ơi, bóng bay tới và bạn có thể nghe được tiếng của nó một cái. Một lần kia ông ấy ném một cú ở đây và tôi bảo bóng xấu. Ông nhận bóng lại rồi nhìn vào tôi. Tay làm như thế này, cứ như thể là đang nói cao quá hả vậy. Và tôi gật đầu. Đúng thế. Quả tiếp theo ông hạ cú ném xuống 15 cm. Cứ thế loại trực tiếp. Quả là hết sức tuyệt vời khi được ngồi lại và chứng kiến điều ấy. Vào một đêm mùa hạ năm 1965 tại Los Angeles, Koufax ném bóng cho đội Dodgers. Trận đấu không được truyền hình trực tiếp trên TV, nhưng một huấn luyện viên của đội Dodgers đã mang camera đến ghi lại trận đấu. Ông tìm được một ghế trống đằng sau chốt nhà và bắt đầu quay. Cuốn phim bị lãng quên suốt hàng chục năm ở trong kho và gần đây được phát hiện và phục chế. Một cái nhìn thoáng qua về Sandy Koufax vào cái đêm mà có lẽ Chúa đã đặc biệt tạo ra cho cánh tay của ông. Tay đập này nối tiếp tay đập kia. Koufax ném một cách điêu luyện, chính xác, tập trung, và cú bóng thẳng xé màn đêm. Với chiếc camera cầm tay, vị huấn luyện viên của đội Dodgers đã ghi lại lịch sử cho đến out cuối cùng của hiệp 3. Bill Buehler hết phim. Chỉ có 29.000 người có mặt trên sân vận động Dodgers vào tối hôm ấy chứng kiến được những điều xảy ra tiếp theo. 8 hiệp và 2 outs, 26 người lên, loại hết 26 người.
Ghi lại khoảnh khắc cuối cùng đó chỉ còn lại giọng nói của bình luận viên huyền thoại Vin Scully trên radio, khiến cho trí tưởng tượng trở nên sống lại, khiến cho trận bóng chày đêm đó trở nên hoàn hảo. And Koufax takes a hitch at his belt and walks behind the mound. I would think that the mound at Dodger Stadium right now is the loneliest place in the world. Sandy into his windup, and the pitch, a fastball for a strike. And you can almost taste the pressure now. Koufax lifted his cap, ran his fingers through his black hair, then pulled the cap back down, fussing at the bill. And there's a 29,000 people in the ballpark and a million butterflies. Sandy ready in the strike one pitch. Very high, and he lost his hat. He really forced that one, trying to get that little extra. You can't blame a man for pushing just a little bit now. Now Sandy looks in. Into his windup, and the 2-1 pitch to Keene. Swung on and missed. Strike two. 2-2 to Harvey Keene. One strike away. Sandy into his windup. Here's the pitch. Swung on and missed. A perfect game. Một tối hạ ấm. Một giọng nói vàng vỡ ra trên đài truyền thanh. Một cú bóng nhanh không ai có thể đỡ được. Người hâm mộ bóng chày không cần phải chứng kiến mới cảm nhận được nó, bởi vì đó vẫn luôn là điều ta thấy trong tâm trí. Thiên tài đã lên tiếng, giấc mơ đã thành hiện thực trước mắt ta. Tay ném với cú tốc cầu thiên phú khiến phép màu xuất hiện qua đôi tay. Với tôi nghĩ Koufax là tay ném có những cú bóng nhanh chắc chắn nhất mà tôi từng gặp, ngày này qua ngày kia. Tôi nói với mọi người rằng tôi không nghĩ có ai ném bóng mạnh hơn Koufax. Tôi lớn lên ở San Francisco xem Koufax đối đầu với đội Giants suốt. Từ ngày bé tôi đã luôn muốn được đối đầu với Sandy Koufax rồi, mơ được đấu với thần tượng của mình. Vào năm tân binh, tôi nghe nói vài ngày nữa sẽ phải đấu với Koufax. Và tôi kiểu, ôi tuyệt vời quá. Đồng đội tôi bảo, mày điên hả? Ngó có đánh được hay không? Và mấy ngày sau tôi mới biết là mình điên thật. Thật luôn, phải lên đánh tận 3 lần tôi mới bắt đầu chạm được vào bóng. Hai lần trước ông ấy đều cho tôi bay màu, mãi mới phao được một quả. Tôi quay lại nói với đội, yên tâm, lần này chắc chắn đánh được. Vừa nói xong là tôi đánh được một quả văng đứng lên trời. Đã bảo đánh được là đánh được mà lại. Ai là tay ném nhanh nhất anh từng gặp? Juan Behringer, 163.3 km/h ở giải AAA. Từ khi tôi gặp lại anh ta ở đội Minnesota, anh ta vẫn ném hơn 160 km/h. Trong những người tôi thấy suốt 40 năm vừa qua, tôi nghĩ Billy Wagner có lẽ là tay ném mạnh nhất tôi từng thấy. Tôi nghĩ đó là Kevin Brown. Tôi không thích gặp anh ta chút nào. Ném rất mạnh. Có quá nhiều tư thế ném khác nhau, luôn ném cao và sát. Hồi đó tôi còn trẻ, đứng đó đập bóng của Kevin Brown sợ lắm. Nhiều người khác cũng vậy, ông cũng hay điên điên nữa. Robin Roberts. Một khi có người ở trên chốt, ông ta còn có thể ném mạnh hơn nữa. Chỉ cần vươn ra sau và ném nhiều hơn. Tay này ném bóng kinh thật. Herb Score. Tôi thấy Score từ khi còn rất bé. Ông của tôi dẫn tôi đi xem một trận đấu giao hữu, và tôi chưa bao giờ thấy ai ném mạnh hơn như vậy. Nhớ đến cả đời luôn. Bóng biến mất theo đúng nghĩa đen. Tôi hoàn toàn không thấy được gì. Tôi nói với ông của mình là cháu chưa bao giờ thấy ai ném bóng mạnh như vậy cả. Joe Zumaya. Bóng như nổ ra từ trong tay anh ta vậy.
Sau khi bóng được giao qua người, tôi kiểu, wow, bóng bay cũng mạnh đấy chứ. Tôi nhìn xem máy đo tốc độ được bao nhiêu thì thấy 166 km/h. Và tôi kiểu, chết mình rồi, giờ phải cố hết mình vào thế rồi cứ vậy mà vung gậy. Tôi đặt chân xuống, rồi sẵn sàng, mắt mở toang ra. Và thế là anh ta ném một quả bóng cong làm tôi xoay vòng vòng trên đất, hết sức thảm hại. Tôi nhớ năm đầu tiên, hồi tôi 20 tuổi, hồi mà mình vẫn còn non và xanh. Lần đầu tiên được chơi trên sân Yankees, tôi nhớ lượt mình đánh, giữ được đến 3 ball 2 strike. Rồi catcher bảo với tôi, cú tiếp theo là quá rõ ràng rồi chứ gì nữa. Và rồi anh ta loại tôi trực tiếp bằng cú bóng thẳng. Tôi bị loại ngay lúc đó, mà trong lòng vẫn muốn có được một cơ hội lần nữa, quay lại chuộc tội. Ai là tay ném mạnh nhất chỉ được chọn một thôi nhé. Nolan Ryan. Tay trái thì sẽ là Randy Johnson, tay phải thì sẽ là Nolan Ryan. Tôi cũng nghĩ là Nolan. Siêu tốc, muốn đánh được bóng của ông phải vung gậy từ lúc mới đứng dậy. Khi tôi ném đúng một cú bóng nhanh và giữ được nó, khi bóng vừa rời khỏi tay là tôi đã biết được đó có phải là một cú giao bóng tốt hay không. Đó là ơn trời cho. Vài tay ném tôi gọi là điện xẹt. Không thể biết được là họ sẽ ném 15 strikeout hay là sẽ ném được một trận no-hitter. Và Nolan khi lên giải nhà nghề lúc 19 tuổi chính là một tay ném như vậy. Khi anh ta ném quả bóng nhanh cao hơn chừng hông, bóng bay như đạn nổ vậy. Khi ném cho đội Miracle Mets vào năm 1969 trong vòng playoff của giải National League, chàng trai 21 tuổi Nolan Ryan chạm trán vua home run Hank Aaron. Thành tích đối với Mets của tôi khá tốt. Tôi đánh được bóng của Seaver, của Guzman, của Gentry. Và Nolan Ryan là người suýt ném trúng đầu của tôi. Bóng bay ngang sau gáy. Tôi sinh ra trong thời đại mà người ta xem không ball hay strike thì batter coi như bị loại. Và không hai chính là lúc mà bạn được ném thoải mái. Tôi được dạy như thế. Sự hăm dọa đó chính là công cụ hữu dụng. Tôi nói với nhiều người rằng đó chính là cái kỹ nghệ mà ngày nay đã bị thất truyền. Nolan có một thứ vũ khí. Ông ta không ngại ném một quả ngay dưới cằm của bạn. Tôi rợn da gà. Nói ra thì buồn cười chứ, ăn một quả bóng của Nolan Ryan vào ngay đầu thì chỉ có mà chết. Đứng ở đó mạo hiểm ghê lắm. Đánh bóng thôi mà hãi hùng. Tôi gặp Nolan Ryan vào năm cuối và tôi nói với anh ta, năm sau tôi nghỉ hưu rồi, làm ơn đừng có ném trúng tôi. Làm ơn đấy, nghỉ hưu xong tôi còn muốn được chơi golf nữa. Khi còn chơi cho đội Mets, Ryan vật lộn trong việc kiểm soát tia chớp phóng ra từ tay mình. Tôi chỉ ném mạnh nhất có thể trong thời gian lâu nhất có thể. Có những lúc khi tôi rời tay khỏi bóng, tôi không biết mình ném đi đâu nữa. Khá giống với lời của Oscar Gamble nói, một trận đấu thành công là được lên đánh 4 lần mà không bị ăn bóng vào đầu. Vào năm 1971, đội Angels gọi đội Mets ngỏ ý muốn được trao đổi tay ném bóng Gary Gentry, thì đội Mets từ chối. Đội Angels đành chấp nhận phương án thứ hai. Và thế là Nolan Ryan chuyển sang California. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, Nolan Ryan ném bậy đến không tưởng. Cho nên khi báo chí hỏi rằng ông ấy là Rex Barney hay là Sandy Koufax, có nhiều lý do để tin rằng Nolan Ryan sẽ là một Rex Barney thứ hai. Tóm lại về Rex Barney đó là Rex sẽ là một tay ném vĩ đại nếu chốt nhà cao hơn và rộng hơn. Nolan Ryan đã có thể dễ dàng trở thành một Rex Barney thứ hai như vậy. Điều không ai biết về Nolan Ryan, thậm chí là cả bản thân của ông cũng không nhận ra, đó là ông có một sự hiếu thắng cực độ. Ông ấy có một cánh tay khỏe, cộng với một sự khao khát để được thành công. Từng ngày một, từng cú ném một.
Gần như ngay lập tức, Ryan bắt đầu đột kích từng kỷ lục ném bóng trong bóng chày. Đầu tiên là kỷ lục strikeout trong một mùa giải duy nhất. Kế tiếp là các trận no-hitter. Trong suốt sự nghiệp, rất nhiều lần tôi đã phải tranh đấu để không ném quá đà. Nhưng một khi tôi kiểm soát được nó, tôi trở nên hiệu quả hơn. Và tôi biết nếu ném đúng chỗ, người ta sẽ không thể nào đánh trúng được. Bốn trận no-hitter ngang bằng với kỷ lục của Sandy Koufax. Cú ném của Nolan Ryan rõ ràng là nhanh nhất trong toàn bộ giải nhà nghề. Câu hỏi duy nhất còn lại đó là, nó có nhanh nhất mọi thời đại hay không? Tôi nghĩ ba người sau khác biệt với tất cả, Walter Johnson, Bob Feller và Nolan Ryan. Tại trong thời điểm của họ, người ta nói họ là tay ném nhanh nhất mọi thời đại. Vào thời của Walter Johnson, những câu chuyện nối tiếp câu chuyện cho rằng ông là tay ném nhanh nhất ở trong lịch sử. Đó là sự thật chứ không phải là ý kiến của một cá nhân nào đó. Thế rồi vào thời của Feller, chuyện đó lại lặp lại. Và tôi nghĩ khi ta tới tận thời của Nolan Ryan, người ta mới lấy ông ra làm ví dụ để hỏi, rồi, vậy giờ rốt cuộc là con người có thể ném bóng nhanh đến bao nhiêu? Chưa từng có một tay ném nào được đo vận tốc ném trong một trận đấu cả. Nhưng vào năm 1974, phát kiến về một chiếc máy mà sau này đã trở thành súng bắn tốc đã khiến ý tưởng đó lần đầu trở nên khả thi. Chúng tôi có một radar hồng ngoại đặt trên phòng truyền thông của sân vận động Anaheim. Và chúng tôi gửi tín hiệu tia hồng ngoại xuống trên đầu của catcher và trọng tài. Họ nói tôi lên đó và ném vài quả khởi động. Họ đo được một quả 119, một quả khác 135 km/h. Tôi nghĩ quả nhanh nhất trong năm quả chính là cú 150 km/h. Tôi ngồi đó và nghĩ rằng cái máy này đúng là hiện đại thật. Bởi vì trước đó tốc độ ném bóng chỉ đều là phỏng đoán. Ta chỉ nghe đồn là người này ném 160 km/h này kia. Tay ném nhanh nhất ở trong lịch sử là Bob Feller ném 159 km/h. Nhưng không một ai thực sự biết chắc được cả. Thiết bị này được lắp đặt để đo tốc độ của quả bóng trước chốt nhà khoảng 3 mét. Và thực ra người ta đo được ông ấy ném 162.2 km/h vào đêm đó. Thưa quý ông quý bà, chúng tôi vui mừng thông báo rằng Nolan Ryan chính thức là tay ném bóng nhanh nhất ở trong lịch sử bóng chày. Ryan ném cú nhanh nhất ở trong hiệp 9. Ông kết thúc trận đấu sau 159 cú ném. Ryan chính thức được công nhận là tay ném bóng nhanh nhất. Nhưng thời gian trôi qua, điều đáng ngạc nhiên hơn cả tốc độ ném bóng của ông, đó là khoảng thời gian mà ông giữ được những cú ném như vậy. Tôi ném một trận với Louis Thion vào năm 1974. Tôi ném đâu đó khoảng 232 quả, quắc 10 người và loại trực tiếp 19 người. Nolan ném 15 hiệp với đội Red Sox vào ngày thứ hai. Tới ngày thứ sáu lại đến lượt cậu ta ném và tôi hỏi, cậu có muốn nghỉ bù một ngày không? Cậu nói không, em muốn ném vào ngày thứ sáu. Cho nên tôi không ép Nolan Ryan nghỉ thêm một ngày nếu cậu ấy muốn ném 4 ngày một lần. Và thế là trận hôm đó cậu ấy ném một trận shutout 1-0. Khi bắt đầu một trận đấu, tôi muốn được là người kết thúc nó. Đó là trận đấu của tôi, và tôi không muốn giao nó lại cho ai cả. Có đến 77 trận Nolan ném trong khi đội mình đang dẫn trước ở trong hiệp 7. Cậu ta hoàn thành cả 77 trận đó và chiến thắng. Cậu ta không cần ai cứu viện cả. Trung bình một trận tôi ném được khoảng từ 150 đến 170 cú. Đó là điều không tưởng vào thời nay. Ai mà để cho pitcher của mình ném nhiều như vậy thì chỉ có nước mà bị sa thải. Năm 27 tuổi, Ryan tin rằng những ngày tháng mà mình được ném những cú tóe lửa ấy chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tôi không tìm kiếm sự lâu dài, ông nói. Nếu tôi trốn được chấn thương, thì tôi nên ném bóng thẳng thêm 5 năm nữa. Khi tôi tới Houston với tư cách là cầu thủ tự do vào năm 1980, tôi yêu cầu hợp đồng 3 năm với họ. Bởi vì lúc đó tôi đã 32 tuổi rồi, và tôi đoán 3 năm là hợp lý để kết thúc sự nghiệp. Nhưng tàu siêu tốc Ryan thì chỉ vừa mới rời ga thôi.
Đầu tiên ông ném trận no-hitter thứ 5 ở trong sự nghiệp, thiết lập một kỷ lục mới. Rồi vào năm 36 tuổi, Ryan phá vỡ kỷ lục strikeout trong mọi thời đại của Walter Johnson, một cột mốc đã đứng yên trong suốt 56 năm qua, lâu hơn cả kỷ lục home run của Babe Ruth trong sự nghiệp. Năm năm sau, Ryan trở thành cầu thủ 40 tuổi đầu tiên dẫn đầu toàn giải về số lần strikeout. Và nếu vậy là chưa đủ, ông dẫn đầu cả giải về tỷ lệ mất điểm ERA trong cùng mùa giải. Ông chuyển sang đội Texas Rangers và dẫn đầu cả giải về số lần strikeout trong 4 năm liền, bao gồm hơn 300 strikeout khi đã ở tuổi 43. Và tiếp tục là những trận no-hitter. Tôi nghĩ Nolan Ryan không ngày nào muốn bất kỳ ai chạm được vào bóng của mình. Tôi nghĩ Nolan Ryan không bao giờ muốn để bị thua cả. Ông muốn loại trực tiếp bất kỳ tay đập nào mình đối đầu. Ông ấy dồn hết mọi thứ mình có vào cú bóng nhanh của mình, bao gồm cả tiếng thét nữa. Nolan hét rất lớn mỗi khi ném bóng nhanh. Hét to bao nhiêu thì ném mạnh bấy nhiêu. Không một ai làm vậy cả. Ông ấy cứ tiếp tục cho đến khi đặt 2.000 strikeout lên trước, lên xa tới mức mà sẽ không một ai có thể chạm tới kỷ lục đó. Hết sức kinh hoàng. Ở tuổi đó mà ông ấy vẫn ném 155-156 km/h. Đánh bóng của ông ấy chưa bao giờ là dễ. Trong mùa giải thứ 27 của mình lúc đã 46 tuổi, Ryan cảm thấy khuỷu tay của mình bị đau. Lúc đó tôi ném ở sân vận động Anaheim. 5 ngày trước đó, khuỷu tay tôi đã thấy nhức. Và dĩ nhiên vào lúc đó, tôi không biết mình đã làm khuỷu tay chấn thương. Và khi tôi khởi động ở Seattle, khuỷu tay tôi bắt đầu biểu tình. Khi tôi ra và cố ném trận bóng đó, tôi bị bất lực, bị mất một cú Grand Slam. Tôi không loại được ai cả và cứ thế tệ đi. Và rồi khuỷu tay nhão ra giống như dây thun vậy. Và tôi biết là tay mình đã bị rách rồi. Đó không phải là cái cách mà tôi tưởng tượng lần cuối cùng mình sẽ rời khỏi mô đất ném bóng. Cú bóng nhanh cuối cùng của Nolan Ryan đạt vận tốc 158 km/h. Để so sánh các tay ném từ nhiều thời đại khác nhau, những cú bóng nhanh trong các điều kiện khác nhau, được đo bằng những cách khác nhau và được thán phục bởi các thế hệ khác nhau. Đây chính là câu hỏi mà mỗi fan hâm mộ bóng chày đều muốn biết. Ai mới thực sự là người ném nhanh nhất ở trong lịch sử? Ngày nay tất cả các cú ném đều được đo tại điểm cách chốt nhà 15m, gần như là ngay lúc bóng rời khỏi tay pitcher. 15m tới chốt nhà là điểm mà cú ném của Aroldis Chapman chính thức ghi nhận đạt được 169.1 km/h. Vật lý cho ta biết một quả bóng bay với vận tốc 169.1 km/h tại điểm này thì khi bóng lại gần tay đập sẽ bị chậm lại đáng kể. Càng bay xa, quả bóng càng khó xuyên qua không khí hơn và làm nó bị mất năng lượng. Đó là lý do vì sao quả bóng bay chậm lại. Ta gọi đó là bị trì. Vậy phương pháp được sử dụng để đo cú ném của Walter Johnson, của Bob Feller và của Nolan Ryan thì sao? Ba tay ném được xem là ba pitcher nhanh nhất tại thời đại của họ.
Tốc độ 134 km/h của Walter Johnson bắt đầu trở nên rất khác khi ta nhìn kỹ hơn vào cơ chế đo được sử dụng. Tại đây, thứ kích hoạt máy đo là các cộng đồng cách Johnson 18,44m và tấm bảng kim loại kết thúc phép đo cách sau đó 4,572m. Điều đó có nghĩa là thực ra bạn đang tính tốc độ trung bình của quả bóng khi nó bay qua khung dây đồng tới tấm bảng kim loại. Kết quả là bạn tính được tốc độ của quả bóng tại ngay điểm này, và điểm này tương đương với 2,3m phía sau của chốt nhà. Nhưng chúng ta quan tâm đến tốc độ của quả bóng ở điểm này, khoảng 15m đằng trước chốt nhà, bởi vì đó là điểm chuẩn để ta so sánh. Vậy ta phải chỉnh sửa lại nơi đo tốc độ bóng từ điểm này tới điểm này, 15,2 cộng 2,3, tổng cộng là 17,5m. Tỷ lệ là cứ 1,68m thì ta phải bù lại 1 dặm trên giờ. Vậy thì tốc độ được bù lại là khoảng 10,6 dặm trên giờ. Vậy ta có tốc độ thực ra phải là 93,8 dặm một giờ, tức là khoảng 151 km trên giờ. Vào năm 1946, cú ném của Bob Feller được đo tại ngay chốt nhà. Vậy để so sánh với các cú ném ngày nay, ta phải ước lượng cú ném đó ở điểm cách chốt nhà 15m. Nghĩa là ta phải lấy 98,6 dặm một giờ và cộng vào 9 dặm một giờ nữa. Ta có thể ước lượng rằng tốc độ ném của Bob Feller là vào khoảng 107,6 dặm trên giờ, tức là 173,2 km trên giờ. Tương tự, cú ném 162,4 km trên giờ của Nolan Ryan cũng cần phải được chỉnh sửa. Vào năm 1974, súng đo tốc độ được đặt để thu nhận tốc độ của quả bóng vào khoảng 0,91 m trước mặt catcher. Một lần nữa, ta thực sự muốn biết được tốc độ của cú ném đó cách catcher 15 m là bao nhiêu. Để làm được như vậy, ta phải thêm vào đó 7,5 dặm trên giờ. Và ta có được con số là 108,5 dặm trên giờ, tức là 174,6 km trên giờ tại khoảng cách 15 m. Vậy chúng tôi tin rằng một khi đã có sự chỉnh sửa, đây mới thực sự là cú ném nhanh nhất từng đo được. Feet 6 inch, tức là 18,44m, là một khoảng cách kỳ lạ. Tôi không biết là có phải do may mắn hay là chỉ là do cái cảm giác ước lượng hình học nữa. Đối với họ, có vẻ đó là một khoảng cách vừa phải, 60 feet, 6 inch. Và cứ như thế, sau biết bao nhiêu năm, nó trở nên hoàn hảo, hoàn toàn hoàn hảo. Cái cốt lõi của môn thể thao này phụ thuộc vào nó. Tay ném nói tôi sẽ ném quả bóng này nhanh nhất có thể, để xem anh có đánh trúng không. Bóng chày đã luôn như thế suốt 120 năm. Đó là yếu tố vượt thời gian của bóng chày, mà tôi nghĩ cốt lõi của môn thể thao này chính là cú tốc cầu. Cảm giác như điều khả thi vào năm 1936 cũng chính là điều khả thi vào ngày nay. Cảm giác như nó chưa bao giờ thay đổi. Đó chính là một phần tuyệt vời của bóng chày. Bóng chày thay đổi, nó đi lên rồi đi xuống. Nhưng chỉ có một điều, ném quả bóng mạnh nhất mà mình có thể thì vẫn hằng luôn bất biến. Bản dịch được thực hiện bởi bóng chày Nepwit. Let's play ball.